Kính thưa phổ thông giáo lý tỉnh Châu Đốc, hai đoạn văn đồng đạo hỏi: nhà tôi vốn tiệc có đền 5 giây, và nhà tôi đâu phải khó khăn đem theo trong Tết bạc hàng 80. Đồng đạo này thắc mắc đền 5 giây và bạc hàng 80, nhà ông vậy đó. Xin chào hợp với bác anh chị em. Bác có những cầu thông cảm đầu tiên nêu lên điểm nhất của Đức Thầy một đoạn, nhưng mà phân ra làm hai, mà chúng tôi xin đọc thêm trước đó một ít câu, đọc luôn qua cái đoạn này cho nó dễ lẽ. Tại sao lại có cái việc mà thầy nói nhà tôi vốn thiệt có đền 5 giây và nhà tôi đâu phải khó khăn? Dịch cho chúng tôi đọc suốt nha, mà được phải đọc tròn tới trước một câu nữa mới được. Đức Thầy dạy như thế này nè: đến đâu cũng tỏ thiệt hơn, rồi mới đến câu nhà tôi vốn thiệt có đền 5 giây, tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm gì đặng giải quá khăn, rồi mới đến câu nhà tôi đâu phải khó khăn đem theo trong sách bạc hàng 80. Đọc thêm nữa, nhiều người nghe nói gieo cười thân tôi lao lý, anh cười tôi chi. Nhưng mà đồng đạo đây là ở trong một đoạn văn được chia ra làm hai lần hỏi, như vậy là thử và chúng tôi cái sự nhớ như thế nào về sáng dẫn của tổ thầy. Vì thế ở đây bắt cái nhu cầu thông cảm này, chúng tôi hết sức thông cảm cho ban tổ chức để rồi gieo được một cái niềm tin tưởng giàu ở trong tâm tư của toàn thể anh em chị em ở tại tỉnh nhà chúng ta, là hôm nay cái nguồn phổ pháp của Đức Thầy được lan rộng ở trong từ ở trong Nam cho tới Trung, rồi đây lần lần tới Năm Châu nữa, mà hiện nay trên Năm Châu đó là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Úc Châu đang gửi thơ tấp nập về xin thỉnh giảng của Đức Thầy của cô bác anh kia, gửi thơ về tấp nập là trên 50 nước rồi. Vậy thì rồi đây họ còn mời nữa, cô bác còn nhớ nghe, Nhật Bản đã mời năm 1966-67 đó, phái đoàn của Trung ương đã cho công du ngoại quốc rồi, rồi đây sẽ mời nữa, để rồi quảng truyền cái chân lý của tổ thầy, là vì lời của Đức Thầy đó rất màu, rất sâu sắc, chứa đựng tam giáo Phật thánh tiên, và một câu hai câu vậy là tu thành rồi à. Cho nên vì thế mà ở đây ban tổ chức có nêu lên cái đoạn này đó, hỏi tôi, chúng tôi thử coi tại sao nhà tôi vốn thiệt có đời 5 giây và nhà tôi đâu phải khó khăn. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại, cái quyển này là quyển nhất, có phải là thầy viết tại tổ đình không cô bác anh chị em, trong dòng tháng 9 năm 1939 là tại tổ đình. Thì đến đâu cũng tỏ thiệt hơn là Đức Thầy trực tiếp cho chúng ta biết về nhân loại đức rằng thầy có cái sứ mạng hoàn truyền hai cái mối đạo của hai vị Phật tổ. Một á là Phật A Di Đà, bằng chính Đức Thầy cho chúng ta biết ở trong quyển nhì là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh bảo ta truyền dạy. Có thầy có cái xác lệnh của Đức A Di Đà đến tại cái quả ta bà này để dạy chúng ta, đó là cái lệnh thứ nhất. Và cái lệnh thứ nhì đó, Đức Thầy cho biết ta thừa danh xác lệnh Thế Tôn, ta là Đức Thầy đây, dùng cái xác lệnh Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni khắp hạ giới triển khai đạo pháp, cho nên thầy mới cho biết đến đâu cũng tỏ thiệt hơn. Là trong khắp cái hạ giới này, tất cả trên cái vũ trụ này, thầy có bổn phận đi hoàn truyền cái mối đạo của Phật A Di Đà và Thích Ca Mâu Ni, để cho nhân loại trở về với tâm linh, trở về với Phật tánh của mình, hầu sao mà trở về cái quân thượng. Bằng không đó, nếu không có tu trong cái quân hạ này đó thì sẽ bị tiêu diệt hết không còn. Bằng chính là không tu trình khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thai. Vì thế mà thầy có sứ mạng đến đâu cũng tỏ thiệt hơn. Bây giờ tới nữa đi, cái phần nghiên chứng không phải như thuyết trình mà dẫn dụ chi tiết được. Bây giờ tới nữa, tới cái câu mà đồng đạo hỏi đây: nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây, nhà tôi là nhà của thầy, có đờn 5 giây mà đờn gì là đờn 5 giây? Thưa cô bác anh chị, thầy đã rầy mình, thầy không cho mình đờn, rồi thầy đờn hay sao? Rồi có chỗ thầy cũng cho biết rõ nữa: lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không khiến quán hồn cũng không. Có chỗ thì thầy nói không dây, còn ở đây thầy nói không dây. Vậy thì mượn sự mà diễn lý đó, là lấy cái tiếng đờn để mà tiêu biểu cái lời nói pháp. Vậy thì đờn 5 dây này đó là năm thời nói kinh của Phật tổ khi xưa. Cô bác anh em cho phép chúng tôi mở cái dấu ngoặc mà trao đổi năm thời nói kinh của Phật tổ, rồi bây giờ trở lại trong giáo lý của tổ thầy, tức là trong đại gia đình của tổ thầy đó, nó có năm thứ dây đờn đó. Vì Phật tổ khi xưa trụ thế tại Trung Ấn Độ, trước cái trụ thế đó, Ngài ngồi trên đặt liên thiền 6 năm, sau ngồi trên gốc cây Bồ Đề 49 ngày nữa, là gần 50 ngày nữa, Ngài mới đắc đạo được.
Rồi khi đắc đạo rồi, Ngài không có rời cái chỗ ngồi, ngồi tại gốc cây Bồ Đề nói Hoa Nghiêm 21 ngày. Đó là cái thứ duy bằng thứ nhất. Mà tất cả môn nhân đệ tử của Ngài khi Ngài tịch rồi đó, cứ kiếp tập lại cái lời của Ngài mới thấy rõ rằng là 21 ngày. 21 ngày ngồi tại gốc cây Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm đó là cái duy bằng thứ nhất. Nói kinh này đó làm cho hàng nhị thừa ngồi nghe không có biết Ngài nói gì, như đuôi với điếc chứ không biết gì hết đó. Ủa tại sao Ngài nói câu dữ vậy? Là vì Ngài muốn diễn cái đại cơ của Phật để cho hàng thượng căn thánh sĩ không cho Phật là tầm thường mới có thể là giáo hóa họ được. Thưa cô bác anh kia, vậy thì cái giai đoạn thứ nhất tức là cái thời nói kinh đầu được kinh Hoa Nghiêm kể qua 21 ngày rồi đó, Ngài mới nói kinh A Hàm 12 năm nữa là hai thứ giai đoạn. Mà kinh A Hàm nói về pháp môn nào? Có phải là nói tứ đế pháp luân là khổ tập diệt đạo để rồi chia ra có tiểu thừa, có đại thừa, có trung thừa, hầu diều dẫn hầu hết dân tộc Ấn Độ cho có cơ hội mỹ lên một cái nấc thang tiến hóa cao hơn là tới quả vị Phật thông tiên. Thưa cô bác anh chị em, vì nói gọn gọn đó là hai thời nói kinh của Phật tổ gọi là hai thứ giai đoạn. Bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba là Ngài xếp thế căn cơ trình độ tín đồ của Ngài cao lên rồi. Ngài nói kinh phương đẳng 8 năm nữa là ba thứ di đần, tức là ba thời nói kinh. Kinh phương đẳng là kinh gì? Cô bác đây đã biết, chúng tôi tóm gọn gọn rồi thôi. Kinh phương đẳng đó là dạy về thập nhị nhân duyên. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi trình bày đây, cô bác thấy trong giáo lý của thầy con có hết à. Kinh Hoa Nghiêm cũng có nè, kinh A Hàm cũng có nè. A Hàm kinh là nói về tứ đế pháp luôn là khổ tập diệt đạo, thì ở trong diễn tư thầy diễn rất rõ ràng. Và nói về thập nhị nhân duyên thì ở trong giáo lý thầy cũng dạy rõ trong 12 duyên sinh. Vậy thì trong ba thời nói kinh mà Phật tổ ròng rã 20 năm, bây giờ trở về cái chỗ mà cao hơn đó, Ngài xét thấy trình độ căn cơ tín đồ của Ngài cao rồi, Ngài mới nói kinh Bát Nhã 22 năm nữa. 22 năm nói kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã là kinh gì? Thưa cô bác anh chị em, kinh Bát Nhã là kinh dạy về thành tu thành Bồ Tát. Ở trong đó có 6 pháp là bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Như vậy Phật tổ nói kinh Bát Nhã 22 năm mà Đức Thầy gom gọn vào đây dạy chúng ta là phải bố thí, nhẫn nhục, trì giới, đi độ tham sân si. Rất rõ ràng. Bây giờ tới cái qua khỏi cái thời kinh Bát Nhã rồi là năm thứ giai đoạn rồi, Ngài xét thấy căn cơ trình độ tín đồ của Ngài cao hơn, Ngài trở về Vinh Thú Sơn xin đứng chánh là 4 thứ giai đoạn. Bây giờ tới giai đoạn thứ 5 đó là Ngài trở về Vinh Thú Sơn, Ngài nói kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn nữa. Như vậy là có 5 thời nói kinh đó, người ta gọi là 5 thứ giai đoạn. Nhưng mà cái thời kinh Pháp Hoa và Đại Niết Bàn đó, bây giờ âm ra phim ra đó, người ta mới thấy rõ là tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, Phật dạy cho con người tu lên tới quả vị thành Phật. Bây giờ trở lại trong kinh A Hàm đó, Phật chỉ chúng ta tu 4 quả đó là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Hàm, A La Hán đó, là cái hành tứ đế pháp luân là khổ tập diệt đạo, thành 4 quả vị. Rồi lên kinh phương đẳng là thành đức chi Phật. Rồi muốn cao nữa, muốn thành Bồ Tát đó là phải hành lục độ giảng hạnh là thành Bồ Tát. Rồi muốn cao nữa thì hành tứ vô lượng tâm là thành Phật. Vậy thì bây giờ xin thưa các cô bác anh chị em, trong giáo lý của thầy gồm đủ 5 thời nói kinh của Phật tổ. Nghĩa là có kinh A Hàm, có kinh Hoa Nghiêm, có kinh Phương Đẳng, có kinh Bát Nhã, có kinh Niết Bàn và Pháp Hoa. Vậy thì nhà tôi giống thiệt có đời 5 giây, thầy giới thiệu trực tiếp với chúng ta và nhân quả trên quả địa cầu rằng trong giáo lý của thầy có 5 thứ giai đoạn của Phật tổ, tức là có 5 thời nói kinh của Phật tổ. Bây giờ tới nữa cô bác anh chị em ơi, làm sao diễn cho hết được, chỉ đại cương rồi thôi. Tôi còn mắc cái nợ này, Đức Thầy cứ biết Thầy còn mắc cái nợ này. Mà nợ này là nợ gì? Thưa cô bác anh chị em, cái nợ này tức là cái nợ đàn áo thiếu chủ. Tại sao Phật lại còn thiếu cái nợ đàn áo thiếu chủ? Ở đây chúng tôi xin mở cái số mặt nữa, vì lời của Thầy đó rất bình dân nhưng mà sâu sắc lắm, văn thường mà ý lạ. Vậy thì tôi còn mắc cái nợ này là Thầy cho chúng ta biết Thầy còn cái nợ đàn A Thí Chủ cũng như Phật Thích Gia khi xưa. Khi xưa Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật rồi.
Ông Vua Tùng Thắng Vương nghe con mình thành phạt đó, sai phái đoàn đi mời về nuôi cái phái đoàn đó. Mà chính cái phái đoàn tới mời đều ở lại nghe hết trơn, không có ông nào mời hết. Có cái phái đoàn thứ 10 đó, nó mời Phật về tới Đại Hoàng Cung để mà thuyết pháp ở tại trong thành Ca Tỳ La Vệ cho dòng họ thích nghe. Nhưng mà chết cái ngày mà ngài trở lại mà thuyết kinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ đó, ngài thuyết tới trời đứng bóng, tới giờ ngọ đó ngài mới mang cái bình bát ngài đi xin ăn. Trong khi ngài đi xin đó, thì mẫu giám của nhà vua chạy vô tâu nhà vua rằng là thái tử bây giờ đi xin rồi. Ông vua sợ đổ mồ hôi hột, mới ra cái ngõ mà chặn Phật lại không cho Phật đi xin. Nó nói như thế này nè: bạch cái Phật, bạch cái Thế Tôn, hôm nay Phật là Phật đành rồi, nhưng mà cái xác của Phật là con của tôi, mà tôi là vua, còn ông về đây ông xin ở đâu cũng được pháp, mà là về tới cái hoàng thành này tại sao ông còn đi xin nữa? Ông xin lịch thà là ông giết tôi, rồi sao tôi cũng là cha phần xác của Phật mà. Vậy sao ông muốn ăn bao nhiêu thì ăn, hay là môn nhân đệ tử của ông muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ở trong kho lẫm thiếu gì tại sao không vô lấy mà ăn? Bây giờ còn phải đi xin như vậy là tội nghiệp của cái đời của tôi làm vua quá. Phật môn còn giải thích với nhà vua như thế này: vương câu phụ vương, phụ vương nói rằng là phụ vương là vua, là cha cái thể xác của tôi đành rồi, nhưng mà tôi là Phật, bây giờ tôi cũng thành Phật rồi, vậy thì cái việc của bệ hạ đó là việc của vua. Mà vua đó, tại sao hôm nay được ngồi một chỗ mà hưởng lộc, là do tiền kiếp của bệ hạ khi xưa có làm phước rất nhiều. Cho nên kiếp này bệ hạ nó chuyển lại làm vua, rồi ngồi một chỗ đây nó thâu góp của dân chúng, nghĩa là cái sinh lực của toàn dân vào trong hoàng cung mà cung cấp cho hoàng thái. Nhưng mà khi ăn hết phước rồi đó, mà có thiếu lên người ta thì kiếp sau đầu thai trả cho người ta, đó là cái việc của vua. Còn cái việc của tôi là Phật đó, tôi phải đi gieo duyên chúng sinh. Rồi Phật nó giải thích thêm rằng là vì chúng sinh suốt cả ngày tháng năm nó chẳng có biết làm phước, nó không có biết làm phước, cho nên tôi đi xin đó là tập làm phước cho chúng sinh. Và cái thứ hai đó, tôi ăn ở chúng sinh rằng là tôi gieo duyên, tôi mắc nợ chúng sinh rằng tôi gieo, tôi cứu chúng sinh, đó là cái việc Phật của tôi. Thì từ hôm nay tôi đã giải thích gần rồi, vậy thì bệ hạ là vua cứ làm việc vua bệ hạ đi, còn tôi là Phật cứ việc làm Phật, việc Phật của tôi. Vậy thì đừng ai lấy đi, nói rồi thì ông cũng mang cái đùm bát đi xin ăn. Vậy thì Phật còn thiếu cái nợ đàn na thí chủ, cho nên thầy cho biết ta tôi còn mắc cái nợ này, là cái nợ đàn na thí chủ đó. Hôm nay trong cái bài sứ mạng thầy cho mình biết rất rõ nè: cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta đương chạy tu hành. Thầy trở lại đây thì thù đáp tất cả những cái linh hồn mà có trợ duyên cùng thầy. Vì thầy có chỗ thầy cũng cho biết nè: duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nghĩa là mình bây giờ mà tu theo thầy đây là nhờ nhiều truyền kiếp mình có duyên với tổ thầy rồi đó. Mình giúp đỡ cho thầy hoặc thuốc men, hoặc cơm, hoặc tiền bạc hoặc quần áo, cho nên hôm nay chúng ta được gặp thầy mà tu đây. Cho nên thầy mới cho biết tôi còn mất cái nợ này, bây giờ tới nữa nên phải làm gì đặng giải quả căn. Làm gì là làm như thế nào? Làm gì là thầy đi thiền đạo đó. Nghĩa là ở trên thế gian này thầy cũng phải dân du giáo hóa trên khắp cả ta bà, chứ không phải một nước Việt Nam này. Cho nên có chỗ thầy dặn nè: để cho thầy đi dạo ta bà đặng giải kẻ đàn xa chưa rõ, phải không cô bác anh chị? Thầy đi giải trên cõi ta bà là làm vậy đó, làm sao mà hoàn truyền cho được cái đạo Phật. Bởi vì con người ở trên thế gian này rời đi đạo Phật, đạo tiên, đạo thánh, nó con người hết sức sâu xé, giật dần giết hại lẫn nhau. Cho nên động đồng từ mẫn của Phật cho nên lâm phàm mà giải dỗ chúng ta. Cho nên có chỗ thầy thối lỗi chúng ta biết rõ: cảnh thiên trước thôn to nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, thấy gì thương trăm họ giảng dân, nên chẳng kể tâm thân lo khổ. Cho nên vì thế mà thầy không có nại gian khổ để đem cái mối đạo màu mà truyền bá xuống đời, để rồi vì quá thương mình. Cho nên có chỗ thầy còn cho biết rõ đây nè: thương quá sức nên ta bệnh rịnh, giết đổ đời cho đến chung thân, nếu thế gian vốn mê tánh thì thấy đẹp của tổ thầy. Cô bác anh chị em ơi, vợ tôi còn mất cái nợ là cái nợ đàn áo thí chủ, tới nữa nên phải làm gì đặng giải quả căn. Rồi tới nữa nghĩa là làm gì là khi nợ đó, mà khi nào chúng ta tu giải thoát hết rồi thầy mới được về nó ngôi vị mà an dưỡng. Vì có chỗ thầy cho biết nè: bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Rồi tới nhà tôi đâu phải khó khăn. Bây giờ thầy giới thiệu trực tiếp với mình và nhân loại rằng
thầy không có nghèo nó. Xin thưa, có chỗ thầy cho biết rõ là thân bằng tăng mặc bộ sầm nâu, còn thiên lý một bầu đều hãng, bằng tăng là ông tăng nghèo. Có thầy đâu có xứng thú tăng hồi nào, mà sao cho chỗ này là thầy nói là nhà tôi đâu phải khó khăn. Chứ khó khăn tức là nghèo, nhưng mà xin thưa đây không phải thầy phê với mình giàu tiền bạc, mà thầy giàu đạo đức để mà dạy dỗ chúng sanh, chứ không phải là thầy giàu tiền bạc. Mà chẳng những là giàu đạo Phật, mà còn giàu đạo tiên, giàu đạo thánh, nghĩa là trong cái túi của Đức Thầy đó, tức là cái vỏ sắt đó, có chứa tàn giao trong đó. Đọc thêm một câu nữa chúng ta mới thấy là đem theo trong sắt bạc hàng 80. Người thầy không phải khó khăn, tức là không nghèo, rất giàu đạo đức là tam giáo Phật thanh tiền. Rồi đọc thêm cái câu này là đem theo trong sách bạc hàng 80 để mà tra cho kỹ coi cái chữ sách này là sách gì. Thưa cô bác anh chị em, hoặc cái chữ sách mà viết ít, a ta thì hạt sách, sách sách đó là sách dở. Còn nó viết ít, ít a ta thì hạt sách, sách sách là sách là cái vỏ sách, phải không? Mà ở đây là cái vỏ sách chứ không phải là chữ ít, chữ ít, chữ ít rõ ràng, coi là chữ ít, phải không? Là cái vỏ sách. Cái vỏ sách tức là cái hành trang, mà hành trang của cái bậc đắc đạo đó là bi trí dũng, tức là Bồ Tát hay Phật mà khi đắc đạo rồi đó là thường đem theo bi trí dũng mà dạy đời. Còn ở đây thầy thanh kỳ hơn là thầy không có nói bi trí dũng, mà thầy nó đem theo trong sách bạc hàng 80, nghĩa là trong cái hành trang của thầy đó nó có bạc hàng 80. Bây giờ tra cứu của bạc hàng 80 mà trao đổi với cô bác anh chị em ở đây qua văn thường mà ý lạ tổ thầy, bạc hàng là gì? Cái chữ bạc này đó là trong bãi báo là lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, kim ngân. Kim là ngân, kim là vàng, ngân là bạc. Vì thì bạc là một trong bãi báo rất quý rồi. Rồi chữ hàng là gì? Chữ hàng là tốt đẹp. Bây giờ Khổng Tử á ra đời thường dạy con người là phải giữ là tam cương, tam can ngũ thường. Là ngũ cái chữ thường cũng có nghĩa là ngũ hàng hay là đạo hàng. Ngũ luân lễ nghĩa năm hàng, tam can trung trực người rằng ngu si. Cái chữ hàng của Khổng Tử á, bây giờ tra ra cho kỹ á, thì từ điển của Đào Duy Anh nè, từ điển của Đào Dân Tập nè, từ điển của Thanh Nghĩ nè, từ điển của Trịnh Văn Thanh nè, chúng ta thấy rõ là cái chữ hàng là tốt đẹp. Vậy thì đem theo trong sách bạc hàng, ở trong cái vỏ sách của thầy, tức là hành trang của thầy đó, bạc hàng, bạc là chỉ cho một cái loại tốt, cái thứ tốt. Và chữ hàng là tốt nữa. Vậy thì cái chữ bạc là chỉ cho giáo lý của chữ hàng là tốt, là giáo lý rất tốt để đưa chúng ta ra khỏi cái bể cầm lương này, vơi được mọi nỗi khổ đau của chính mình. Mà rõ lắm, giáo lý Phật giáo hảo mà tu theo rồi là sung sướng à. Tôi bác ơi, nói ra đây đó, dường như mình đề cao mình lắm nha. Tôi ra cung kỳ này tôi mới biết đó, là gì ở trong Nam này đó, người ta nói trong này là giặc giả lung tung lắm, chứ không có được yên đâu. Hỏi tâm tôi ở trong Nam có yên tĩnh hay không, tôi nói kèm đẹp ơi, ở trong Nam tôi ra chỗ nào có ngọn cờ Phật giáo hòa hảo, chỗ nào có độc giảng Đức Quỳnh Đức Chủ đó nha, chỗ đó không muốn an ninh, được an ninh mà. Rồi nó hỏi sao vậy? Tôi nói có sao đâu mà là có biết, bởi vì theo Phật giáo hòa hảo sớm chiều lo cúng lại cầu nguyện, xin là làm lành không giấy lành không, từ cái nhất nguyện, nhị nguyện, tam nguyện, tứ nguyện, ngũ nguyện, hoàn toàn là nguyện lành không à. Tôi mới đọc lên chân nhất, anh kia nó nghe coi, giờ theo dõi thử coi, giờ bây giờ cô đó coi ở trong Nam này có phải là sung sướng không? Cái dùng châu thổ trong cửa Long Giang hết sức là ăn rộng lớn như thế này, thì như thế này là phải nhờ Đức Thầy, nhờ cái đạo Phật giáo của họ. Vậy thì nếu chúng ta mà theo được cái đạo rồi là đem lại sự an lành cho chúng ta không ít. Cho nên Thầy cho biết là đem theo trong sách bạc hàng. Bạc hàng là chỉ cho cái giáo lý rất tốt, đưa mình ra khỏi chỗ nhập lao, không còn khổ lao, không còn thực nhập, không còn chết sống nữa. Có chỗ thầy cho biết nè, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát con liền khổ dữ ra, nhà công người ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp kiếp tha. Còn mình nó tin lời cho nên được ở nhà nè, được gần vợ, gần con nè, gần chồng nè. Như vậy đó là cái giáo lý của thầy hết sức tốt rồi. Rồi là bác hàng tức là chỉ cho tốt rồi, hết sức tốt rồi, đưa chúng ta tới chỗ yên vui cực độ, và còn lên cái ngôn thượng nữa chứ. Bây giờ chưa biết làm sao, đời sau kính trọng người cao tu hành thôi, nói sao cho hết được cái giáo lý của thầy. Bây giờ tới 80. 80 là gì? Thưa quý vị, con số 8 á, của chữ 10 thì đệm cái đó, lấy con số 8 làm căn bản. Con số 8 là con số căn bản của tam giáo, là Phật, Thánh và Tiên. Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngày lâm phàm ngày mùng 8 tháng 4, lấy con số 8 làm căn bản, lấy con số 4 làm gốc.
Bởi vì ngày ra đời người ta dạy tam, tam quy và ngũ giới. Tam quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là bất sắc sanh, bất thọ phạt, bất tài dâm, bất ẩm tử, bất giận ngữ, là 5 với 3 phải 8 của cô bác anh chị. 5 với 3 là 8. Thì tam quy với ngũ giới là 8 như vậy. Rồi bây giờ trở lại đạo thánh nè. Đạo thánh ra đời phụ tử ở nước Lỗ dạy con người giữ tam can và ngũ thuật. Tam can quân thần, phụ tử, phụ thê, ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí tính cũng 5 với 3, 8 nữa. Đạo thánh cũng lấy số 8 làm căn bản. Rồi đạo tiên cũng lấy số 8 làm nòng cốt. Là lão tử dạy con người phải giữ tam ngôn. Rồi ngôn tinh, ngôn khí, ngôn thành. Rồi ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như vậy. 5 với 3, 8 nữa. Tiên, thánh, Phật gì đều lên số 8 hết. Nên thầy nó dạy là đem theo trong sách bạc hàng 80. Hết chút cái giáo lý tốt mà đều có con số 8 làm căn bản ở trong đó. Vì thế ở đây thầy ra đời chỉ dạy chúng ta 8 điều răn à. Gom gọn là 8 điều răn là hết cơm tham giáo rồi. Thành tiên cũng ở trong này mà thành Phật cũng ở đây. Mà thành thánh cũng ở đây, thành thần cũng ở đây. Nên tôi ra ngoài chung tôi nói thiệt với cô bác ở ngoài đó nha. Ở đây là trung thực mà nói. Theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tu theo đó cứ làm hai câu thành thần, một câu thành tiên, một câu thành thánh, một câu thành Phật. Rồi hồi đó giờ mình đi tìm giáo lý mình kiếm nó lâu nó mệt lắm. Rồi tra cứu từ ngữ là chưa khó lắm. Rồi mới coi cái tiếng Phạn rồi mới dịch ra thì chưa khó lắm. Còn bây giờ theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nó cứ một câu gọi là thành thánh rồi à. Thành chính là cư thành, cư trần bất diễn là người thánh. Cần gì mà anh hiểu. Câu một của thành thánh rồi là cư trần là ở trong trần bất diễn là không còn diễn trần là thành thánh rồi vậy đó. Nó gọn làm sao. Vậy mà không theo Phật giáo Hòa Hảo rồi còn chờ chừng nào nữa. Phật ngâm phạm rồi mà, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Thôi chúng tôi làm sao nói hết được, nghi vấn có cho nó gọn. Vậy thì xin tạm dừng ở đây, mời các bậc cao minh không trao đổi thêm, xin tôi qua câu hỏi khác.